Sáng ngày 14 tháng 12 năm 2021, Công ty Cổ phần Đầu tư xử lý nước sạch Aqua Việt Nam đã tổ chức trao tặng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ngọc Lặc 21 máy lọc nước trị giá 123,9 triệu đồng và 10.000 khẩu trang y tế cho Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ngọc Lặc. Về dự buổi lễ trao tặng có đồng chí Phạm Thị Thu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, đại diện Ban dân vận huyện ủy, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư xử lý nước sạch Aqua Việt Nam, các đồng chí Chủ tịch Hội Phụ nữ các xã thị trấn tại buổi lễ đại diện công ty cổ phần đầu tư xử lý nước sạch aqua việt nam đã giới thiệu sơ bộ về công ty cũng như quá trình sản xuất ra sản phẩm máy lọc nước đây là loại máy lọc nước thế hệ mới áp dụng công nghệ tiên tiến có khả năng loại bỏ vi khuẩn nước nhiễm phèn và một số tạp chất độc hại kim loại nặng như thạch tím thủy ngân nguồn nước sau khi lọc đạt tiêu chuẩn do bộ y tế cấp phép được dùng uống trực tiếp với chất lượng tốt Số máy lọc nước này sẽ được chuyển giao cho hội phụ nữ các xã thị trấn trên địa bàn huyện để lắp đặt phục vụ nhu cầu sử dụng cho hội phụ nữ cơ sở nói riêng và của các đoàn thể nói chung, chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch, đảm bảo vệ sinh cho hội phụ nữ các cấp cơ sở. Từng bước vận động hội viên sử dụng máy lọc nước vừa đảm bảo vệ sinh, vừa tiết kiệm chi phí và việc tặng khẩu trang y tế trong chương trình này cũng hết sức ý nghĩa nhằm góp phần để hội phụ nữ trong huyện chung tay phòng chống dịch Covid-19.